Ngày 30 tháng 7, thành phố Uông Bí tổ chức tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2017. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự lễ tổng kết. Hè năm 2017, Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố đã tổ chức được 18 lớp năng khiếu ở nhiều bộ môn khác nhau, thu hút 345 thanh thiếu nhi tham gia. Bên cạnh các bộ môn quen thuộc như mỹ thuật, hội họa, thanh nhạc, múa aerobic, võ thuật cầu lông, cờ vua, hè năm nay trung tâm còn tổ chức 4 lớp học với các nội dung mới là lớp kỹ năng sống, lớp đàn piano, võ taekwondo và yoga. Mặc dù là năm đầu tiên được tổ chức nhưng các lớp này cũng đã thu hút gần 100 học sinh tham gia. Điều kiện cơ sở vật chất của các lớp năng khiếu cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện cho các em học sinh có những giờ học thoải mái và hiệu quả. Tỷ lệ học sinh đến lớp đạt trên 98%. Tổ chức các lớp năng khiếu hè là hoạt động thiết thực bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh giúp các em thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố gặp gỡ, giao lưu với các bạn cùng năng khiếu, sở thích. Qua đó các em có cơ hội phát triển trí tưởng tượng, óc sáng tạo, rèn trí thông minh, tính tự lập, nâng cao thể chất, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện. Đồng thời từ các lớp năng khiếu giúp phát triển bồi dưỡng những nhân tố mới cho phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động góp phần tích cực vào công tác quản lý giáo dục học sinh hè của thành phố. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giấy khen và phần thưởng cho 55 em thiếu nhi có thành tích xuất sắc tại các lớp năng khiếu.